tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm hội kiến thủ tướng trung quốc lý cường việt nam trung quốc ký kết nhiều văn kiện hợp tác phu nhân bành lệ viên mời phu nhân ngô phương ly thưởng thức tiệc trà tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm thăm nhà tưởng niệm mao trạch đông Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, chiều 19 tháng 8 tại nhà khách Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường bày tỏ sự coi trọng và mãi mãi khắc ghi những đóng góp to lớn của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ hai đảng hai nước. Thủ tướng Lý Cường nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới, cho rằng điều này thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Đảng, nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Trung, tin tưởng chuyến thăm quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, đạt được nhiều thành quả thực chất hơn nữa. Thủ tướng Lý Cường khẳng định, Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Đảng, chính phủ Trung Quốc nhất quán ủng hộ Việt Nam đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới mở cửa, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Đảng, nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, chân tình, thắm tình đồng chí anh em. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc lần này là nhằm kế thừa, tiếp nối sự coi trọng cao độ của Đảng, nhà nước Việt Nam các thế hệ lãnh đạo Việt Nam, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ Việt Nam Trung Quốc tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm khẳng định việt nam luôn coi phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với trung quốc là chủ trương nhất quán lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa của việt nam sẽ tiếp tục củng cố và phát huy những thành quả quan trọng những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai bên về nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách mở cửa, thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, hoàn thành hơn 300 biện pháp đi sâu cải cách toàn diện ở hội nghị Trung ương 3 khóa 18 và tổ chức thành công hội nghị Trung ương 3 khóa 20. Trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường cùng điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua. Hai bên bày tỏ vui mừng và nhất trí đánh giá quan hệ hai đảng, hai nước đã có bước phát triển lịch sử, đạt đến mức độ sâu sắc, toàn diện và thực chất nhất từ trước đến nay với nhiều thành quả quan trọng. Tin cậy chính trị được củng cố, tầm mức quan hệ được nâng lên, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp duy trì thường xuyên, hợp tác thương mại tăng trưởng khởi sắc, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh, hợp tác du lịch phục hồi mạnh mẽ, hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động. Hai bên cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị và tin cậy kinh tế xây dựng hiệu quả cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới theo định hướng sáu hơn duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp đẩy mạnh giao lưu hợp tác kênh đảng chính phủ quốc hội nhân đại mặt trận tổ quốc chính hiệp hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao quốc phòng an ninh thúc đẩy hợp tác thực chất thu được nhiều thành quả to lớn hơn nữa đẩy mạnh hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc, củng cố nền tảng xã hội vững chắc, tạo động lực mới cho sự phát triển của quan hệ Việt Trung, duy trì phối hợp, hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Trung Quốc tham gia hợp tác trong dự án xây dựng ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam Trung Quốc cũng như hợp tác trong các tuyến đường sắt Viên Chăn, Vũng Áng, đường sắt đô thị tại Hà Nội, đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản chất lượng cao của Việt Nam, tạo điều kiện để Việt Nam sớm thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Khánh và các văn phòng xúc tiến quy mô thương mại tại Trung Quốc, thúc đẩy các dự án đầu tư tại Việt Nam với quy mô lớn, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, sớm triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh, sớm xử lý rứt điểm các dự án vướng mắc thúc đẩy nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực thanh toán bằng đồng bản tệ, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục văn hóa, du lịch, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác du lịch phục hồi như trước đại dịch Covid-19, triển khai tốt hợp tác về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, cứu trợ và ứng phó khẩn cấp. Bày tỏ nhất trí và đánh giá cao các ý kiến quan trọng của Tổng Bí thư chủ tịch nước tô lâm thủ tướng lý cường cho rằng hai nước cần kiên trì bố trí cục hợp tác phát triển cùng thắng bày tỏ sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao và các cấp phát huy tốt vai trò của ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển theo định hướng sáu hơn tăng cường kết nối vận tải đường sắt giữa việt nam với châu âu thông qua trung quốc thúc đẩy nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt lào cai hà nội hải phòng lập quy hoạch các tuyến đường sắt đồng đăng hà nội móng cái hạ long hải phòng tạo thuận lợi để Việt Nam tăng cường xuất khẩu nông thủy sản chất lượng cao, hoa quả mùa vụ sang Trung Quốc. Thủ tướng Lý Cường đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ láng giềng, hữu nghị, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ hai nước, triển khai các dự án dân sinh và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề, phát huy tốt vai trò của cung hữu nghị Việt Trung, nhấn mạnh việc kiên trì chủ nghĩa đa phương chân chính và chủ nghĩa khu vực mở, sẵn sàng tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm nhất trí cùng kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình ổn định ở trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, phát huy hiệu quả các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển xử lý thỏa đáng vấn đề về tàu cá ngư dân, kiểm soát tốt tình hình trên biển, duy trì đà phát triển ổn định, tích cực của quan hệ song phương và hòa bình ổn định ở khu vực. Ngày 19 tháng 8 tại đại lễ đường nhân dân, thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng chứng kiến lễ ký 14 văn kiện được các ban, bộ ngành trung ương và địa phương hai nước ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước lần này, bao gồm 1. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Học viện Hành chính Quốc gia, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 2. Bản ghi nhớ về việc hợp tác công nghiệp giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 3. Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai Hà Nội Hải Phòng giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 4. Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Y tế Quốc gia nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về hợp tác y tế. 5. Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc về tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin về nghiệp vụ ngân hàng. 6. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dừa tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 7. Nghị định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về yêu cầu kiểm dịch và sức khỏe đối với cá sấu nuôi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. 8. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đối với sầu riêng đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 9. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về thúc đẩy các dự án hợp tác phát triển trong lĩnh vực xã hội và dân sinh. 10. Công thư giữa Bộ Giao thông vận tải, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc gia, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về nghiên cứu tính khả thi của dự án viện trợ kỹ thuật lập quy hoạch hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn, Hà Nội và Móng Cái, Hạ Long, Hà Nội. 11. Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tân Hoa xã, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 12. Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc. 13. Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Quản lý Trung y Dược Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền. 14. Bản ghi nhớ về chương trình trao đổi báo chí, truyền thông giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo toàn quốc Trung Quốc giai đoạn năm 2024-2029. Hai văn kiện tuyên bố tại lễ ký kết gồm: 1. Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 2. Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Đông, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quan hệ Việt Nam Trung Quốc sau hơn 30 năm thực hiện bình thường hóa, đặc biệt là sau hơn 15 năm kể từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008 đến nay đã có những bước tiến nhanh chóng và ngày càng sâu sắc toàn diện trên các lĩnh vực từ đầu năm 2024 đến nay, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, không khí hợp tác lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Hai bên đều đánh giá quan hệ song phương đang ở mức độ sâu sắc, toàn diện, thực chất nhất từ trước đến nay. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, sau lễ đón chính thức Bà Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đã mời bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thưởng thức tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc. Tại tiệc trà, phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng được gặp Giáo sư Bành Lệ Viên, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của phu nhân Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận tới Giáo sư Bành Lệ Viên. Giáo sư Bành Lệ Viên đã nhiệt liệt chào mừng phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Trung Quốc bày tỏ vui mừng được gặp gỡ phu nhân ngô phương ly đồng thời chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới bà ngô thị mận phu nhân cố tổng bí thư nguyễn phú trọng trong không khí thân tình gần gũi hai phu nhân đã trao đổi chia sẻ về những nét văn hóa đặc sắc của hai nước giáo sư bành lệ viên nhắc lại kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm trước tới việt nam giới thiệu về một số nét nghệ thuật văn hóa tiêu biểu của trung quốc phu nhân ngô phương ly chia sẻ cảm nhận của mình về nền văn hóa đặc sắc trung quốc hai phu nhân đã có buổi trò chuyện và thưởng trà ấm áp thân tình. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, chiều 19 tháng 8 theo giờ địa phương tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thăm nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông. Tại đây, đoàn đã đặt vòng hoa tưởng nhớ tới vị lãnh tụ của nhân dân Trung Quốc, người đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam, người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau đó tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm ghi cảm tưởng tại nhà tưởng niệm chủ tịch mao trạch đông và được lãnh đạo nhà tưởng niệm chủ tịch mao trạch đông tặng món quà lưu niệm chủ tịch mao trạch đông và chủ tịch hồ chí minh đã đặt nền móng cho quan hệ láng giềng hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc lãnh tụ mao trạch đông cũng là người cùng quân đội và nhân dân trung quốc giúp cách mạng việt nam giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trong ngày làm việc đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa nhân dân trung hoa theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình và phu nhân tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đã hội kiến với đồng chí hoàng khôn minh ủy viên bộ chính trị bí thư tỉnh ủy quảng đông và toàn thể ban thường vụ tỉnh ủy quảng đông Tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu phát triển của tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là về kinh tế, quản lý đô thị, các mô hình đặc khu kinh tế, bày tỏ tin tưởng Quảng Đông sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn, phát triển ngày càng giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc. Tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc trên cương vị mới là để cùng tổng bí thư, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc trao đổi về các biện pháp tiếp tục đi sâu và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc. Bí thư tỉnh ủy Hoàng Khôn Minh thay mặt Đảng bộ Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, nhà nước Việt Nam lựa chọn thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, nhà nước Việt Nam, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng Châu hoạt động cách mạng thể hiện sự coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai đảng, hai nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quảng Đông với các địa phương của Việt Nam, góp phần vào bức tranh phát triển chung của quan hệ Việt-Trung. Khẳng định nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước về ủng hộ các địa phương hai nước, tăng cường giao lưu, hợp tác, tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đề nghị quảng đông và các địa phương việt nam thúc đẩy giao lưu hợp tác thường xuyên tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực nhất là về thương mại đầu tư và kết nối chiến lược hoan nghênh các doanh nghiệp của tỉnh quảng đông mở rộng quy mô đầu tư chất lượng cao vào việt nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số tăng trưởng xanh cơ sở hạ tầng bên cạnh đó hai bên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước từ cơ sở từ địa phương thêm nguồn sức mạnh để quan hệ việt trung phát triển ngày càng tốt đẹp bền vững lâu dài bí thư tỉnh ủy hoàng khôn minh khẳng định đảng bộ và chính quyền tỉnh quảng đông hết sức coi trọng quan hệ với việt nam và các địa phương của việt nam khẳng định sự coi trọng, quyết tâm và mong muốn của tỉnh Quảng Đông trong việc cùng các địa phương giàu tiềm năng của Việt Nam tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước thúc đẩy quan hệ Việt Trung phát triển lên tầm cao mới. Mới đây Chuyên gia quản siêu, nhà bình luận cao cấp của đài truyền hình Thâm Quyến Trung Quốc đã có bình luận chuyên sâu và ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình. Theo ông Quản siêu, trong ngoại giao cấp cao, ý nghĩa và tín hiệu từ những chuyến thăm đầu tiên luôn được quan tâm đặc biệt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc là quốc gia đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy sự coi trọng cao độ đối với phát triển quan hệ hai đảng, hai nước cuối năm ngoái, lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc thăm Hà Nội, hai bên đạt được nhận thức chung về việc chung tay xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Đây là định vị mới, đưa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước lên tầm cao chiến lược mới. Do vậy, trong chuyến thăm lần này, việc làm sao để thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược đi vào chiều sâu. Lãnh đạo hai đảng, hai nước sẽ đạt được những nhận thức mới nào, đề ra những thiết kế thượng tầng nào và đưa những lĩnh vực hợp tác nào đi vào chiều sâu, thiết thực là những tiêu điểm được dư luận quan tâm và chờ đợi. Nói về những lĩnh vực tiềm năng có dư địa hợp tác rộng mở giữa hai nước, ông quản Diêu đánh giá Trung Quốc liên tiếp nhiều năm là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam còn việt nam là đối tác thương mại lớn nhất trong asean lớn thứ sáu trên thế giới của trung quốc trung quốc là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của việt nam do vậy hợp tác với kinh tế với chiều sâu hơn nhằm tích tụ động lực và tạo ra lợi ích thiết thực cho cả hai bên sẽ là một nội dung trọng tâm được hai bên thảo luận trong đó đáng chú ý nhất là hợp tác trong lĩnh vực chuỗi cung ứng kinh tế số và kết nối hạ tầng đặc biệt là hạ tầng giao thông xuyên biên giới Trước đó, ngay sau khi hai nước ra thông cáo về chuyến thăm, nhiều cơ quan thông tấn báo chí của Trung Quốc đã đăng tải các bài bình luận, đánh giá, nhận định về quan hệ hai nước và sự kiện quan trọng này. Trong một bài viết đăng trên APP ngày 17 tháng 8, tờ nhật báo Bắc Kinh, cơ quan ngôn luận của Thành ủy Bắc Kinh đã dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức đã phản ánh đầy đủ sự coi trọng cao độ đối với việc phát triển quan hệ hai đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam chuyên gia Triệu Vệ Hoa, giám đốc trung tâm nghiên cứu quan hệ Trung Quốc và các nước láng giềng của Đại học Phúc Đán Thượng Hải dự đoán, trong chuyến thăm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc trao đổi sâu sắc với lãnh đạo Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực như xây dựng xã hội chủ nghĩa, hợp tác kinh tế thương mại và chống tham nhũng, thoái hóa biến chất. Trong khi đó, bà Nhiếp Tuệ Tuệ, người phụ trách dự án Việt Nam tại Viện Đông Nam Á và Châu Đại Dương thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc cho rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi nhậm chức đã nhiều lần tuyên bố rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc, nhấn mạnh phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Bà nhận định quan hệ Trung Quốc Việt Nam sẽ tiếp tục bình ổn và cải thiện. Theo bà, với trường phái ngoại giao cây tre, Việt Nam rất coi trọng quan hệ với các cường quốc như Trung Quốc và Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa các cường quốc và hiện thực hóa lợi ích của Việt Nam. Tờ Tân Dân Buổi Chiều, Xin Minh Evening News của Thượng Hải khẳng định, từ các tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có thể thấy cấp độ cao, tầm quan trọng và sự sâu rộng của các cuộc hội đàm, hội kiến trong khuôn khổ chuyến thăm. Bài viết dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc mong đợi thông qua chuyến thăm này tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc thêm việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về 4 dự án. Luật điện lực sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Cùng với đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật phòng không nhân dân. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng xem xét quyết định việc bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và dự án luật phòng bệnh vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Về công tác giám sát, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo của đoàn giám sát và thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm 2024 cho ý kiến về việc tổ chức diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về để thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong hoạt động giám sát, phiên họp sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong 1,5 ngày, truyền hình, phát thanh trực tiếp. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xem xét quyết định việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Y tế, xem xét quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Cần Thơ, tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Phú Yên. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định một số nội dung liên quan đến các nghị quyết về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là đô thị giai đoạn 2023-2025. Mới đây, Bộ Công an đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an 3 tỉnh Quảng Ninh, Trà Vinh và Thái Bình, điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Cụ thể, ngày 15 tháng 8, Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đối với Thiếu tướng Đinh Văn nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn nơi. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn nơi nhận nhiệm vụ mới vui mừng và xúc động, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Lương Tam Quang, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, Quảng Ninh và tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên Công an tỉnh An Giang, Quảng Ninh đã tin tưởng hỗ trợ giúp đỡ bản thân đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi xin hứa luôn tận tâm tận lực, đem hết khả năng trí tuệ, tâm huyết, trung sức, đồng lòng cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Chính trị Nội bộ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm nỗ lực cao nhất với tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Người điều động đến Quảng Ninh để nhận giữ chức giám đốc công an tỉnh này thay cho thiếu tướng Đinh Văn nơi là đại tá Trần Văn Phúc, giám đốc công an tỉnh Thái Bình. Đại tá Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán huyện Đông Anh thành phố Hà Nội. Ông Phúc từng giữ chức giám đốc công an tỉnh Thái Bình, phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an. Ngoài ra, ngày 15 tháng 8 tại Trà Vinh, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến nhận giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, 51 tuổi, quê huyện Tân Hồng, Đồng Tháp, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ngày 16 tháng 8 tại Thái Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Xuân Ánh hứa sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt được, nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Bình trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển. Sáng ngày 19 tháng 8 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn cho biết do đặc thù triển khai nhiệm vụ theo năm học trước thêm năm học mới ngành thường tổ chức hội nghị lớn toàn ngành bộ trưởng cho rằng hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và tính lan tỏa sâu rộng Năm 2023-2024 vừa qua, cùng với cả nước, ngành giáo dục quyết tâm thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng và chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện các nhiệm vụ công tác năm của chính phủ cũng như các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023-2024 được sự chỉ đạo sát sao của chính phủ thủ tướng chính phủ với tinh thần chỉ đạo và định hướng quan trọng của thủ tướng là học thật thi thật nhân tài thật và phương châm nhà trường là nền tảng thầy cô là động lực học sinh là trung tâm cùng với sự phối hợp hiệu quả của các ban bộ ngành trung ương và các cấp ủy Đảng chính quyền các địa phương, sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, của phụ huynh học sinh, đặc biệt với sự quyết tâm trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, sự cố gắng nỗ lực của các em học sinh sinh viên toàn ngành giáo dục đã hoàn thành kế hoạch năm học 2023-2024, trong đó có nhiều kết quả tốt đẹp rất tích cực, có tác động gia tăng niềm tin sự đồng thuận và ủng hộ của toàn xã hội. Toàn ngành giáo dục đã nỗ lực triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, góp phần đưa giáo dục và đào tạo Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới năm 2045 bộ trưởng nguyễn kim sơn cho biết tại hội nghị các đại biểu cùng đánh giá toàn diện việc triển khai nhiệm vụ của năm học vừa qua đánh giá sâu những kết quả đạt được những điểm còn hạn chế những bài học kinh nghiệm và những giải pháp khắc phục những vấn đề còn bất cập và giải pháp cần đưa ra Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2023-2024, phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025, tham luận của các địa phương về công tác tổ chức năm 2023-2024 và các giải pháp tổ chức năm học 2024-2025 nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp, kiến nghị chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ giáo dục và đào tạo, các bộ ngành, cơ quan liên quan nhiều vấn đề nhằm tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc để nâng cao hiệu quả trong phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Sáng 18 tháng 8, tại tỉnh Đắk Lắc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc cùng dự có bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, các phó thủ tướng Lê Thành Long, Trần Hồng Hà, lãnh đạo mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành trung ương và địa phương cùng đông đảo người lao động công nhân trên công trường, đồng bào dân tộc, nhân dân địa phương. Buổi lễ được diễn ra tại 14 điểm cầu các tỉnh nơi có dự án đi qua. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc và kêu gọi các bộ ngành địa phương, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, các doanh nghiệp tham gia các dự án và đặc biệt là đội ngũ kỹ sư, cán bộ, công nhân, người lao động và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, kịp thời khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, tích cực tham gia phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tất cả vì hạnh phúc ấm no của nhân dân, vì sự phát triển hùng cường của đất nước. Thủ tướng nêu rõ, việc triển khai khối lượng công việc lớn trong một thời gian ngắn là thách thức, nhưng cũng là môi trường để thể hiện sự bản lĩnh, sự sáng tạo, năng lực quản lý của các bộ, ban, ngành và địa phương, các ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công. Đợt thi đua này cũng là dịp để đánh giá, lựa chọn các nhà thầu thi công tốt, có năng lực, có trách nhiệm, có tâm, có tầm để triển khai các dự án cao tốc cũng như các dự án trọng điểm quốc gia khác trong những năm tiếp theo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả nước đã hoàn thành gần 900 km đường bộ cao tốc, đi qua 15 tỉnh, thành phố, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên hơn 2.000 km. Các dự án đang thi công với trên 1.700 km, chuẩn bị khởi công khoảng 1.400 km. Các dự án hoàn thành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo không gian phát triển mới, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, làm thay đổi diện mạo lớn cho đất nước, góp phần tạo công an việc làm, sinh kế cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa trong không khí cả nước đang thi đua sôi nổi, hướng tới kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, phấn đấu hoàn thành và về đích sớm mục tiêu nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với thế và lực đã tích lũy được sau gần 40 năm đổi mới, trong đó có đội ngũ những nhà thầu, những người công nhân lao động đã được tôi luyện thử thách qua các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia thời gian qua, sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với những thời cơ, thuận lợi mới, cơ hội mới Tôi tin rằng với sự quyết tâm đồng lòng, chúng ta sẽ đạt và vượt mục tiêu đến năm 2025, đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc.